bạn chắc chắn sẽ không đoán ra được hai người đàn ông này định cướp ngân hàng như thế nào đâu. Một người phụ trách thu hút sự chú ý của nhân viên quán ăn, người còn lại phụ trách lẻn vào sau bếp, dùng bật lửa hơ nóng kích hoạt thiết bị báo cháy. Khi thiết bị báo cháy hú còi ầm ĩ, nhân viên quán ăn tức tốc sơ tán toàn bộ khách hàng ra ngoài. Sau khi đi ra, người đàn ông nhân cơ hội ném bật lửa vào bếp nấu ăn, quán ăn trong chớp mắt đã khói lửa mịt mù. Đợi đến khi hai người ra ngoài, một trận cháy nổ đã nuốt chửng quán ăn tội nghiệp. Gây ra chuyện ồn ào thế này, họ đương nhiên không phải vì để cướp cái quán bé tí teo này rồi, mà mục đích thật sự của họ chính là cướp ngân hàng đối diện quán ăn này. Đầu tiên họ gây ra hỏa hoạn, người dân trên con phố này sẽ ra ngoài hóng chuyện. Tiếp theo họ lại xông vào cục cảnh sát nhốt toàn bộ cảnh sát lại, như vậy họ sẽ có thể đeo mặt nạ, quang minh chính đại bước vào giai đoạn cướp ngân hàng rồi. Đưa xuống đây cho tao, tất cả mọi người ngồi xuống, tất cả ngồi xuống sàn nhà mau lên. Hai người trong ngoài phối hợp, một người khống chế khách hàng và nhân viên trong ngân hàng, người còn lại xông vào kim khố lắp bom cho nổ tung toàn bộ két sắt. Nhìn từng tờ tiền bay lượn khắp sàn, cả hai còn vui sướng hơn thấy mẹ đi chợ về, không cần tốn một viên đạn nào mà họ đã dễ dàng cướp được nhiều tiền thế này. Không một ai có thể ngờ được, hai tên cướp ngân hàng này thật ra đều là người làm việc cho chính phủ. Robert là một cảnh sát phòng chống ma túy, vì để thu thập bằng chứng phạm tội của trùm ma túy, ông đã mai phục bên cạnh hắn từ rất lâu rồi. Người làm công việc gián điệp giống như ông còn có stick, anh nằm trong lực lượng hải quân và được sắp xếp làm việc bên cạnh trùm ma túy. Vì lợi ích mà hai bên đại diện không giống nhau, cho nên Robert và Stick đều không rõ thân phận là gián điệp của nhau. Cả hai vốn định cướp số tiền mà trùm ma túy đang gửi trong ngân hàng để từ đó có được mạng lưới kinh doanh đồ sộ của hắn. Đợi sau khi cướp thành công, cả hai sẽ giải quyết người cộng sự bên cạnh mình. Nhưng Robert không nỡ giết Stick, ông muốn nói ra với anh về thân phận là gián điệp của mình. Nhưng Stick sớm đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên phải thủ tiêu ông từ lâu, cho nên khi ông đang chuẩn bị lấy ra phù hiệu cảnh sát của mình, Stick đã nhanh tay bắn một phát trúng bả vai của ông. Nhưng Stick xem như cũng đã nương tay rồi, với kỹ thuật bách phát bách trúng của anh, nếu thật sự muốn giết Robert thì phát súng đó đã bắn trúng vào tim rồi. Stick và Robert tiếp xúc với nhau lâu như vậy, trong lòng cũng đã thầm xem nhau là bạn bè. Sau đó, Stick đã bỏ lại Robert ở nơi đồng không mông quạnh này, rồi mang theo số tiền mặt chất đầy xe đi tìm cấp trên. Biết tin Stick lấy được tiền của trùm ma túy, cấp trên rất hài lòng, nhưng nghe thấy anh tha cho Robert một mạng, cấp trên liền lập tức cau mày nhăn nhó, yêu cầu anh đi truy sát Robert. Anh không dám làm trái lệnh, đành phải dẫn họ đi tới vị trí của Robert. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Robert sớm đã cướp xe của người đi đường cao chạy xa bay. Thấy không tìm được Robert, cấp trên liền muốn giết Stick diệt khẩu. Nhưng ngay lúc họ sắp ra tay, Stick lập tức phản công lại. Ở nước ngoài, gà không những có thể dùng để ăn mà còn có thể dùng làm bia tập bắn. Nhìn mấy tên gà công nghiệp này bắn ngứa cả mắt, Stick không nhịn được liền ngồi một bên bốc phét vài ba câu. Ai ngờ đám bọn chúng thẹn quá hóa giận, liền hùa nhau chửi ầm lên. Được thôi, Stick quyết định dạy chúng một bài học nhớ đời. Mặc dù tài bắn súng của Stick hết nước chấm, nhưng ngày tháng làm gián điệp của anh phải gọi là thê thảm. Vừa khi nãy Stick làm theo mệnh lệnh cấp trên đi cướp hơn 40 triệu đô của tên trùm ma túy, nhưng anh không ngờ được rằng bây giờ cấp trên lại muốn giết mình diệt khẩu. Anh đoán cấp trên làm như vậy chắc chắn là có liên quan đến số tiền khổng lồ kia. Sau khi cắt đuôi được đợt truy sát của cấp trên, Stick muốn đi tìm Robert đồng bọn cùng đi cướp ngân hàng với mình. Nhưng tình cảnh lúc này của Robert cũng chẳng khá hơn là mấy, ông vừa mới tìm bác sĩ băng bó vết thương ở tay, vừa về gặp phải sự truy sát của một đám người bí ẩn. May mà lúc này Stick đã tìm ra được vị trí của ông. Dưới sự yểm trợ của Stick, ông đã thuận lợi thoát khỏi nơi này. Ông không hiểu tại sao Stick lại giúp đỡ mình, cho nên đành gọi điện cho bạn gái cũ nhờ cô điều tra giúp xem sao. Ông vừa gọi điện thoại, vừa đi bộ tới nhà cục trưởng cục phòng chống ma túy vì ông muốn tìm hiểu sự việc liên quan đến Stick. Nhưng khi ông vào trong nhà cục trưởng, Robert tận mắt nhìn thấy cục trưởng bị đám người bí ẩn giết chết. Ông không rõ thân phận của bọn họ, nhưng từ trong cuộc nói chuyện của họ, ông biết được số tiền hơn 40 triệu đô mà mình cướp không phải của trùm ma túy, mà là của những người này. Tên cầm đầu nhét một viên đạn vào trong khẩu súng lục, rồi dùng nó ép ông phải nói ra tung tích của số tiền kia. Nhưng ông thật sự không biết số tiền đó bây giờ đang ở đâu, may mà số ông cũng khá là may, qua vài lượt mà ông không hề gặp trúng viên đạn kia. Cuối cùng tên cầm đầu đành dùng súng của ông bồi thêm vài phát vào người cục trưởng. Hắn uy hiếp ông phải đi tìm lại số tiền đó, nếu không ông không những sẽ đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ của chúng, mà còn sẽ trở thành hung thủ sát hại cục trưởng, cả đời sẽ phải bị cảnh sát truy nã. Robert tức lắm rồi, ông không cam tâm ngồi chờ chết, cho nên ngày hôm sau đã đi tìm trùm ma túy. Ông muốn từ chỗ trùm ma túy moi được thân phận của đám người bí ẩn kia. Ai ngờ lúc này Stick lại lái xe lao tới tông ngất đàn em của trùm ma túy, sau đó còn bắt hắn nhốt vào trong cốp xe. Robert nhìn thấy anh là liền tức không chịu được, ông còn cay cú chuyện anh cướp tiền rồi nã cho mình một phát vào tay. Ông đang chuẩn bị tính sổ với anh, ai ngờ lúc này đàn em của trùm ma túy lại lũ lượt kéo đến, phát động tấn công vào hai người. Cả hai đành phải tạm thời gác lại chuyện ân oán, sau đó mạnh ai nấy lái xe tháo chạy. Trên xe của Steve có trùm ma túy, cho nên Robert vì để đoạt người lại đã liên tục hút vào xe Stick. Nhưng Stick cũng chẳng phải dạng vừa, cho dù Robert có húc thế nào, anh chỉ cần một cú quay xe là đã thoát khỏi ông. Cuối cùng hai người đã lái xe đứng đối diện nhau, họ trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó đạp hết ga hết số lao thẳng vào xe của nhau. Nhưng vào lúc sắp đâm vào, cả hai đều nảy số tức tốc rẽ sang một bên.
tình bạn của nam giới đều bắt đầu từ việc đánh nhau. Trải qua một trận so tài hết sức trẻ trâu, cả hai cuối cùng đã giải bày tất cả suy nghĩ của mình, hai người đã nói ra thân phận thật sự của mình. Sau khi biết được Robert là gián điệp của cục phòng chống ma túy, còn Stick là gián điệp của hải quân, hai người bỗng nhận ra chuyện này nhất định không đơn giản. Đều cùng là gián điệp mà họ lại không biết thân phận của nhau, hơn nữa còn đều gặp nguy hiểm sau khi cướp được tiền, chứng tỏ tất cả chuyện này đều liên quan đến nhóm người bí ẩn. Cả hai vội vàng dẫn trùng Mai Thúy đi tra hỏi một trận như tử, nhờ đó mới biết được thân phận thật sự của nhóm người bí ẩn. Giới chính trị Mỹ rốt cuộc thâm sâu đến mức nào? Một người là gián điệp do cục chống Mai Thúy cử đến bên cạnh trùng ma túy, một người cũng là gián điệp do hải quân gửi đến bên cạnh hắn ta. Cả hai vốn định đi cướp số tiền mà hắn cất trong ngân hàng để làm bằng chứng buộc tội hắn. Ai ngờ sau khi cướp được tiền, cả hai lại biết được số tiền này hoàn toàn không phải của hắn, mà là tiền do hắn và cục tình báo giao dịch có được. Hắn dùng máy bay của cục tình báo vận chuyển Mai Thúy qua biên giới, còn cục tình báo sẽ lấy 70% từ trong lợi nhuận của hắn. Cho nên số tiền hơn 40 triệu đô này, một cắc bạc cũng không thuộc về hắn ta mà thuộc về đám người của cục tình báo. Robert và Stick đã động đến món hời của bọn chúng, cho nên chúng đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho họ như vậy. Cấp trên của Stick có lẽ biết được nội tình nên muốn nuốt trọn số tiền này, cho nên mới truy sát anh sau khi thấy anh mang tiền về. Sau khi biết được chân tướng, bạn gái cũ của Robert cũng đã đi đến đây, bởi vì nơi Robert và Stick thẩm vấn trùng ma túy chính là nhà của cô. Robert vội vàng xin lỗi bạn gái cũ đang lơ mơ chả hiểu gì. Ai ngờ lúc này người của trùng Mai Thúy lại tìm đến giải cứu hắn ta. Robert và Stick đành phải dẫn theo bạn gái cũ vội vàng tháo chạy. Nhưng xe của họ chưa chạy được bao xa đã bị đàn em của trùng Mai Thúy chặn lại. Được trở về hang ổ của mình, tên trùng Mai Thúy đã dạy dỗ hai người một trận như tử. Hắn lấy bạn gái cũ của Robert làm con tin, ép họ đi lấy lại số tiền hơn 40 triệu đô của cục tình báo đưa cho hắn. Bây giờ các bên đều đang muốn có được số tiền khổng lồ này, cục tình báo, trùng Mai Thúy và còn có cả hải quân. Bất kỳ bên nào cũng đều là thứ mà Robert và Stick không nên đắc tội. Cả hai đành phải làm theo mệnh lệnh của trùng Mai Thúy đi lấy tiền trước. Hiện nay tiền đang nằm trong tay hải quân, Robert chuẩn bị trực tiếp nổ súng đi vào lấy, nhưng Stick lại muốn bóc phốt thủ đoạn của cấp trên của mình với lãnh đạo cấp cao hải quân. Hai người không thống nhất ý kiến đành phải mạnh ai nấy làm. Kết quả là Robert không tìm được số tiền kia, còn Stick cũng đã bị lãnh đạo đuổi ra ngoài. Vì lãnh đạo không muốn để chuyện này làm ô uế danh dự của hải quân, cho nên ông ta không những không định nghiêm trị cấp trên của Stick, mà còn ra lệnh cho Stick không được tung tin này ra ngoài. Stick đã thực sự thất vọng tột độ với đám người ham hư danh này. May mà Robert vì để trốn thoát đã nhanh trí đạp gãy ống khí đốt thiên nhiên, khiến cho cục hải quân nổ tung, cũng xem như đã trút được giận cho Stick. Vậy là hai người đã thuận lợi thoát khỏi cục hải quân, nhưng bạn gái cũ của Robert lại bị trùng ma túy giết chết. Biết tin bạn gái cũ qua đời, Robert vô cùng đau lòng. Ông đi tới khách sạn cả hai từng đi để tưởng nhớ về cô, thì lại tình cờ phát hiện số tiền 40 triệu đó đang được giấu dưới giường. Đến giờ đây Robert mới biết, hóa ra bạn gái cũ đã thông đồng với cấp trên của Stick. Cô lấy được số tiền này từ chỗ cấp trên của Stick để muốn sau này cùng Robert cao chạy xa bay, chỉ tiếc là cô đã không còn cơ hội đó rồi. Robert quyết định báo thù cho bạn gái cũ, ông liên lạc với Stick và chi tiền gọi một đội lính đánh thuê, rồi hẹn cục tình báo và trùng Mai Thúy cùng đến một địa điểm. Sau đó Robert cho nổ tung số tiền này trước mặt chúng, khiến cả bọn trở tay không kịp. Còn Robert thì cùng Stick nhân thời cơ nổ súng vào chúng, đám lính đánh thuê, cục tình báo và trùng Mai Thúy đều lần lượt bị tấn công. Chúng đành phải không phân biệt địch ta ra tay với đối phương. Hiện trường lập tức rơi vào tình thế hỗn loạn, phải công nhận Robert và Stick dùng chiêu ném đá giấu tay rất hay. Đợi đến khi ba phe cánh bận đánh nhau tối mày tối mặt, cả hai đã nghĩ kế dụ người của cục tình báo và tên trùng Mai Thúy vào trong một nhà kho. Nhưng không ngờ trùng Mai Thúy không đến, mà lính đánh thuê lại đi theo vào đây. Bây giờ lính đánh thuê chĩa súng vào Stick, Robert thì chĩa súng vào lính đánh thuê, người của cục tình báo thì chĩa súng vào Robert, còn Stick thì cầm súng chĩa vào người của cục tình báo. Bốn người đã tạo thành một vòng kín chết chóc, ai mà động đậy thì sẽ khiến toàn bộ chết chung. Có điều Robert và Stick rất tin tưởng vào nhau, cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó hành động. Người của cục tình báo cuối cùng đã chết. Đợi khi Robert và Stick quay trở lại chiến trường khi nãy, tên trùng Mai Thúy cũng đã hấp hối. Vì để báo thù cho bạn gái cũ, hai người đã chia nhau tiễn hắn ta xuống địa ngục. Tiền rơi đầy mặt đất nhưng hai người không thèm nhặt lấy một tờ, bởi vì họ muốn bắt đầu một cuộc đời mới cho mình. Nhìn người của cục tình báo mặc vest đen, đeo kính, tay có đồng hồ xịn, chắc chắn khi nãy chúng vừa đi ngân hàng gửi một số tiền khổng lồ. Nhìn thấy con sâu hại của cục tình báo thì phải làm sao? Đương nhiên là phải cướp rồi. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.